đây là lần đầu tiên mà Thu gia nhập chương trình của tiếng Music Box, một cái sự vui mừng thường xuyên hơn thì chơi đàn một mình và hát một mình. Bởi vậy cho nên có những cú phone gọi lại thì cô Thu đang làm gì đấy thì bạn đang làm hình nhiều giờ. Thu phải thú thật là chưa ít khi nấu ăn mà cũng không có nấu ăn bao giờ, chứ không phải ít khi nữa. Thế bây giờ bày đặt là nấu thành ra người ngọt, nó đang nó nở những cái chỗ mà không cần thiết. Không sao đâu chị, tại vì mình cứ welcome lại. Chỉ có một cái món mà nổi tiếng ở bên ở khắp nơi, đó là cá khô kho riềng, nó ngon lắm á. Nhớ thì nó đã đầm ở trong trong tâm hồn mình rồi. Thành ra cứ nhớ thì là mình hát thôi. Dạ, ở nhà hát nhà mình tự chăm sóc cơ thể không biết để mình tự nhớ. Đừng có nhớ cô chó như đồ lắm. Cái chị đại khái thì kể một cái chuyện là bởi vì hả? Dạ, cho nên là mình diễn được coi như là bên mà để cái bàn thờ đó là bên đó là ông Cứ Tè đó hát nhạc ngoại quốc đó ở chỗ Bồng Lai và quốc tế đó. Là chỉ có một thời gian ngắn rồi sau đó thì chỉ về Thiên Biên với lại dân xe chơi với chẳng lẽ giới thiệu chị là ca sĩ thì nó cũng hơi
trở thành thiếu phụ. Ngồi ru con như ru tình sầu. Xin một đời thôi tiếc thương nhau. Xin một đời ngủ yên dị vãng. Ba năm qua em trở thành em ghi nhận câu không ngồi du con du quên phận buồn. Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay cho lòng này dài những cơn đau. Ôi ba năm qua rồi lòng chưa nguôi gió bão người xa xôi phương người oán trách gì thôi anh ơi anh đừng hơn trách đời em như dòng rêu tội xin gục đầu ghi dấu ăn năn thôi đừng buồn em nữa nghe anh. Ngồi ru con như ru tình sầu. Xin một đời thôi tiếc thương nhau. Xin một đời ngủ yên dị vãng. Ba năm qua em trở thành thiếu. Ngồi ru con ru quên phận buồn. Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay cho lòng này dài những cơn đau. Ôi ba năm qua rồi lòng chưa nguôi gió người xa. Người oán trách đi thôi anh ơi anh đừng hơn trách đời em như dòng rêu tội tình xin gục đầu ghi dấu ăn năn thôi đừng buồn em nữa nghe anh. Lúc đó là cái xe của chị đó đã không chạy được nữa. Rồi lạnh lùng trôi theo gió mát mát với bao tiếng tiếng tố tố người vì cuộc tình đã chết chết đến đâu lúc chẳng hay còn thơ. Dù đời tàn trên cây ngã chơi vơi vẫn còn mong nhớ yêu đời lúc bao nhiêu tiếng đi người rộn ràng trời về dưới vơi mênh mông trả lời trên về tới bên mê rồi
tiếng đàn ơi mênh mông là lối thuyền về bát ngát hương trời hoan hoan hò ơi nhịp đò xa vắng mà thôi buồm về rồi nắng trên ơi bao nhiêu hoàng hôn đến cho em vui ơi có tiếng hoa theo đàn tôi như dung nhật nhương linh hồn đắm đuối mênh mông là lối thuyền chờ mong gió lên trời trôi theo dòng nước mắt với nó tiếng như sơ đơn thương người vì cuộc tình đã chết một đêm nào lúc chẳng hay còn thơ dù đời tàn trên cây nhà chơi vẫn còn mong nhớ không yêu đời lúc bao nhiêu tiếng điện thoại rộn ràng chạy về xuôi mênh mông là lối thuyền về tới bến để rồi khoan khoan mọi giật từ trong tiếng đàn ơi mênh mông là bay bát hương trời khoan khoan hò ơi nhịp sầu xa vắng mà thôi buồm về rồi nắng trên biên giới bao nhiêu hoàng hôn đến cho em vui ơi có tiếng hát theo đàn tôi đời mênh mông là thuyền chờ mong gió lên trời mang theo đàn tôi chạy về đâu bên ngày mai. Tại vì anh Sơn anh có nói anh buồn lắm. Hồi đó cô hay đi hát với lại anh Sơn đi du ca đó. Bây giờ sau anh buồn quá. Anh tại vì cô có nói rằng là anh ơi Thu phải mình phải chia tay về cái vụ này. Lý do là cũng vì gia cảnh cho nên tất cả những gian đó. Tất cả các phân khoa là dược rồi luật rồi họ kia đi rồi đi hết rồi. Nhưng mà sau cùng thì khi ký với ông Cường thì không thể nào tiếp tục được nữa. Còn đau lời nói, còn một ngày, còn tiếc thương đời. Vì cuộc tình là thoáng mây trôi, nếu tình cờ là giây phút thôi. Đừng làm cho sóng cuốn ngàn khơi để
duyên tìm về một bến xa vời. Ai đưa cơn buồn đến, ai đau trong lẻ loi. Nào người đã vui duyên tình mới, cho ai cho một lần, ngàn đời rồi phong kín ta thân đã tan thành cơn mê. Đừng tui hơn gượng nghe lời nói, đừng ngại ngùng rời bước xa người. Dù một lần gặp gỡ nhau thôi, cúi mặt đầu rồi thôi biết nhau. Thương tình cũ thoáng bay qua đời, đừng làm cho nước mắt mặn môi. Hãy để một người tìm phút mê đời. Mình đừng có cháu như thế này mà bỏ không có không có nhạc sĩ nào. Nãy giờ chuyện ra. Tình mới, cho ai cho một lần, ngàn đời rồi phong kín xa thân đã tan thành cơn mê. Đừng tủi hơn gượng nghe lời nói, đừng ngại ngùng rời bước ta người. Dù một lần gặp gỡ nhau thôi, cúi mặt đầu rồi thôi biết nhau. Tình đã vơi hay tình còn đây, nuôi thương tình cũ thoáng bay qua đời. Còn nhớ mãi anh tổ chức, đừng làm cho nước mắt mặn môi. Hãy để một người nói bây giờ mà thực tìm hát chứ, gọi em về hát là một mê đời. Như cô nữa, cái đó là các cô thấy thanh niên lúc mới ra đời đi hát chứ. Con cháu bà Bùi Thị Xuân đó đừng có thể bỏ mẹ. Chị Bùi Thị Xuân là thứ gọi thì mẹ thế. Lời chào tạm biệt.